hàng ngàn khán giả cuồng nhiệt, 11 cầu thủ đội bóng Sài Gòn Heat cùng một quyết tâm, tất cả cho ngôi vô địch ABL 2014. Trận đấu thứ 14 trong khuôn khổ ABL giữa đội bóng Black Car Racer và đội bóng Sài Gòn Heat. Hãy đón xem trận đấu trực tiếp trên website saigonheat.com vào lúc 19 giờ thứ 6 ngày 26 tháng 9 năm 2014.